Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật yêu cầu các nhà tuyển dụng tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp từ 20 năm trước đối với người tìm việc liên quan đến trẻ em. Yêu cầu trên được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn những đối tượng có tiền án về tấn công tình dục được tham gia các công việc liên quan đến trẻ em. Dự luật nhằm ngăn chặn tội phạm tình dục đối với trẻ em này đã được nhất trí thông qua tại cuộc họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản. Theo dự luật, các trường học, trung tâm giữ trẻ ban ngày và trường mẫu giáo sẽ được yêu cầu chuyển thông tin của các ứng cử viên xin việc đến cơ quan trẻ em và gia đình Nhật Bản để kiểm tra lý lịch tư pháp. Nếu xác nhận người tìm việc từng bị kết án tù vì tội tấn công tình dục trong vòng 20 năm qua hoặc bị phạt tiền trong vòng 10 năm qua, cơ quan trên sẽ thông báo cho nhà tuyển dụng kết quả kiểm tra lý lịch tư pháp. Dự luật trên hiện được chuyển đến Thượng viện Nhật Bản để xem xét và thông qua. Chính phủ Nhật Bản và các đảng cầm quyền đặt mục tiêu ban hành dự luật trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội nước này, dự kiến kết thúc vào tháng 6.